mở đầu bản tin là những tin tức về tình hình chiến sự tại ukraine tổng thống volodymyr zelensky đã đặt cược sinh mạng chính trị vào nỗ lực đánh bại nga trên chiến trường nhưng sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi chiến sự kéo dài sau khi ngăn lực lượng nga giành thắng lợi chấp nhoáng trong giai đoạn đầu chiến dịch quân sự tổng thống ukraine volodymyr zelensky giờ đây cho thấy rằng ông không muốn đàm phán với moscow khi cuộc xung đột có vẻ sẽ tiếp tục kéo dài sinh mệnh chính trị của Tổng thống Zelensky giờ đây phụ thuộc vào ván cược trên chiến trường và sau 5 tháng xung đột, với những mục tiêu chiến lược rõ ràng nhưng thách thức cũng rất lớn. Trong vài tuần đầu tiên sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24 tháng 2, ông Zelensky thể hiện rõ thiện chí sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột. Nhưng sau gần 5 tháng giao tranh, cuộc diện chiến trường hiện nay đã phát triển thành một cuộc chiến tiêu hao với thiệt hại lớn về nhân lực lẫn khí tài của cả hai bên. Eli Tenenbaum, chuyên gia tại Viện quan hệ quốc tế Pháp nhận xét, thời gian đầu ông ấy sẵn sàng nhượng bộ trước sức mạnh của Nga, nhưng bây giờ Tổng thống Ukraine đã bị cuốn vào dòng xoáy của cuộc chiến. William Taylor, Cựu đại sứ Mỹ ở Ukraine, hiện công tác tại Viện Hòa bình Mỹ, đánh giá, ông ấy chặn đà tiến của họ, mở chiến dịch phản công và đưa mọi thứ trở về với tình trạng trước ngày 24 tháng 2, thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự. Mục tiêu này được thể hiện rõ hơn với bình luận của ngoại trưởng Ukraine Oleksiy Renykov trên truyền thông Anh rằng Ukraine vẫn có khả năng tập hợp đội quân 1 triệu người để phản công giành lại lãnh thổ dù tuyên bố này vấp phải nhiều hoài nghi của giới quan sát. Quân đội Ukraine đã thể hiện rõ ý chí rằng họ sẽ chỉ rút lui khi không còn lựa chọn nào khác, giống như những gì đã diễn ra tại thành phố Severodonetsk và Lysychansk miền đông đất nước, nơi họ đã kháng cự quyết liệt trước đà tiến công của lực lượng Nga. Theo Ivan Rist, nhà nghiên cứu tại Đại học Tartu Estonia, quả cả Nga và Ukraine đều tin rằng thời gian đứng về phía họ nhưng trong phán cược này chắc chắn một bên phạm sai lầm và đó là bên không thể đáp ứng những yêu cầu mà cuộc xung đột đặt ra ông cho hay đôi bên cũng hiểu rõ rằng hậu cần là yếu tố then chốt và họ đang cố gắng làm tê liệt nguồn tiếp tế của đối phương thể hiện qua những cuộc tập kích bằng tên lửa pháo phản lực nhằm vào cơ sở hạ tầng chiến lược như kho đạn vũ khí của nhau Bất chấp thương vong lớn về người, tình trạng thiếu thốn và nỗi sợ hãi trong dân chúng, tinh thần đoàn kết của Ukraine đang được giữ vững và hiện tại không có nhiều tiếng nói ủng hộ đàm phán với Nga trong xã hội Ukraine. Xung đột Nga và Ukraine đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Kiev và các chính phủ phương Tây. Ukraine thậm chí còn được Liên minh châu Âu EU công nhận tư cách ứng viên. Thông điệp của Tổng thống Zelensky tới các đồng minh phương Tây là ông ấy đang chiến đấu cho tất cả. Nhưng các nhà phân tích cho rằng, Tổng thống Ukraine cũng biết rõ sự ủng hộ của phương Tây chỉ có thể tiếp tục được duy trì nếu quân đội của ông kháng cự được trước đà tiến của lực lượng Nga trên chiến trường. Đại tướng Hoa Kỳ nói Nga sẽ phải trả giá rất đắt tại đông Ukraine. Đại tướng Mark Milley cho rằng lực lượng Ukraine khiến cho quân đội Nga phải trả giá rất đắt, trong khi chỉ tiến được vài trăm mét mỗi ngày ở vùng Donbass. Các bạn hỏi rằng Donbass đã thất thủ hay chưa? Câu trả lời là chưa. Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, cho biết trong cuộc họp báo sau hội nghị trực tuyến với nhóm liên lạc Ukraine ngày 20 tháng 7. Tướng Milley giải thích rằng một cuộc chiến tranh tiêu hao đang diễn ra ở tỉnh Lugansk thuộc vùng Donbass và vùng lãnh thổ kiểm soát giữa hai bên thay đổi rất ít trong thời gian vừa qua. Lực lượng Ukraine đang khiến phía Nga trả giá rất đắt cho mỗi mét đất họ giành được, trong khi lợi ích thu về rất ít, tướng Milley nói họ chỉ kiểm soát thêm vài trăm mét ở vùng Donbass. Lực lượng Nga có một số ngày tiến thêm 1 đến 2 km nhưng không thể đi xa hơn mức đó. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ không nói rõ về mức độ thiệt hại của Nga trong chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine. Quân đội Ukraine gần đây tăng cường sử dụng pháo phản lực HIMARS hiện đại do phía Hoa Kỳ cung cấp để tổ chức các đợt phản công vào vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, gây thiệt hại lớn trong hệ thống hậu cần của Nga. Tướng Miley đánh giá sau chiến dịch 90 ngày dồn lực lượng kiểm soát Donbass, lực lượng Nga đạt được rất ít tiến triển, đồng thời nhận định giao tranh tại khu vực vẫn rất khốc liệt. Chiến sự diễn ra dữ dội, hàng chục nghìn phát đạn pháo được bắn mỗi ngày. Hai bên hứng chịu rất nhiều thương vong, rất nhiều làng mạc bị tàn phá. Phía Nga và cả Ukraine chưa bình luận về đánh giá của tướng Miley. Đệ nhất phu nhân Ukraine, Olena Zelenska hôm 20 tháng 7 đã xuất hiện trước Quốc hội Hoa Kỳ ở thủ đô Washington, chiếu hình ảnh những em bé Ukraine vui tươi trước khi thiệt mạng trong cuộc xung đột với Nga. Trong số này có Lisa Dmitrieva, 4 tuổi, mắc hội chứng đau. Cô bé đang tươi cười ngồi trên xe đẩy trong video mẹ quay, một tiếng trước khi thiệt mạng trong cuộc công kích của lực lượng Nga tại Vinnytsia tuần trước. Chúng tôi muốn mọi người cha, người mẹ đều có thể nói với con rằng chúc con ngủ ngon, sẽ không còn cuộc công kích nào nữa, không còn vụ tấn công tên lửa nào nữa. Những mong muốn này liệu có quá nhiều, bà Zelenska nói. Bà Zelenska, người xuất hiện nhiều hơn trước công chúng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, bà thừa nhận một đệ nhất phu nhân đi tìm nguồn viện trợ vũ khí là điều bất thường, nhưng nó lại rất quan trọng với bà và đất nước của bà. Ukraine cần hệ thống phòng không để rocket không giết trẻ em trên xe đẩy. Bà nói, hãy giúp chúng tôi ngăn chặn những hành vi kinh hoàng này đối với người Ukraine. Bà Zelensky nhắc tới vụ khủng bố nước Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 và lời kêu gọi để tất cả người dân được sống tự do và theo đuổi hạnh phúc trong tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ sẽ bước vào kỳ nghỉ tuần tới và điều này là bình thường, bà nói. Vậy mà chúng tôi đang bị tước đoạt điều bình thường ấy. Liệu con trai tôi có thể đi học lại vào mùa thu năm nay không? tôi cũng như hàng triệu người mẹ ở Ukraine đều không rõ. Để nhất phu nhân Ukraine đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm ngày 19 tháng 7. cả ông Biden và Quốc hội Hoa Kỳ đều ủng hộ cung cấp vũ khí cho Ukraine và đã thông qua gói viện trợ 40 tỷ USD hồi tháng 5. Nhưng trong bối cảnh nga đang chiếm ưu thế ở phía đông, Ukraine muốn được đảm bảo nguồn cung cấp vũ khí ổn định hơn, bao gồm pháo tầm xa. Hoa Kỳ là quốc gia viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine với tổng trị giá khoảng 6,9 tỷ đô la Mỹ trong 4 tháng chiến sự, bao gồm pháo phản lực hai Mark, hệ thống phòng thủ bờ sử dụng tên lửa chống hạm Harpoon, tên lửa phòng không Stinger và chống tăng Javelin, lựu pháo M777, trực thăng Mi-17 và nhiều khí tài bộ binh. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin ngày 20 tháng 7 thông báo sẽ gửi thêm 4 hệ thống pháo phản lực hai Mark tới Ukraine, nâng tổng số pháo hai Mark mà Washington cung cấp cho Kiev lên 16.